Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bếp Hoàng Hồng ngày hôm nay. Nói đến món ăn Nhật Bản ấy, thì chúng ta thường nghĩ ngay đến các món truyền thống như sushi, sashimi và tempura. Nhưng đó là món truyền thống rất đỗi quen thuộc rồi. Nhưng trong những bữa ăn hàng ngày của người Nhật Bản thì cái món đấy nó xuất hiện không có nhiều. Và ngày hôm nay bếp Hoàng Hồng sẽ gửi đến các bạn một món ăn rất giàu protein mà nó thường xuất hiện khá nhiều trong các bữa ăn gia đình của người Nhật Bản. Và món đó tên Likuraga. Likuraga thực chất nó chỉ là một món ăn hầm củ quả và món thịt kết hợp với gọi là hành tây cũng như là cho vào nước tương. Và ngày hôm nay các bạn chúng ta sẽ được chào đón một người chị rất xinh đẹp đến từ đất nước Nhật Bản. Xin mời chị Miki. Vâng, chị Miki bây giờ sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ nấu cái món ăn này. Vâng, chúng ta sẽ chờ trong ít phút nữa để thưởng thức. The name of this dish is Nikujaga, and we offer it as at the home. So it's very easy to use to make.